Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình hàng hóa Việt thương hiệu Việt của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, xu thế chuyển dịch nhân khẩu học hiện nay giúp cho Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư trí tuệ hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực. Tương lai phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam đang hết sức rộng mở hiện nay. Tiến sĩ Andrew, nhà khoa học nằm trong top 100 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo AI của thế giới, chia sẻ tại diễn đàn công nghệ quốc tế FPT năm 2023 diễn ra ngày 24 tháng 10 vừa qua cho biết, ông hết sức lạc quan về tương lai của Việt Nam nói chung và tương lai của AI tại Việt Nam nói riêng. Do vậy, Landing AI, công ty do ông sáng lập, có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục Vị chuyên gia này cũng nhận định rằng hệ thống giáo dục là một điểm mạnh của Việt Nam. Xu thế chuyển dịch nhân khẩu học hiện nay giúp cho Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư trí tuệ hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực. Tiến sĩ Andrew khẳng định thị trường AI có đủ cơ hội cho tất cả mọi người, từ những doanh nghiệp tên tuổi cho đến cả các startup. Các ứng dụng AI chắc chắn sẽ còn thành công và phổ biến hơn nữa, đem đến nhiều nguồn thu hơn cho các doanh nghiệp trong tương lai. Tiến sĩ Andrew cũng cho rằng trong vài năm tới, của cách mạng về trí tuệ nhân tạo sẽ đem lại những kết quả lớn, làm thay đổi cách thức mà chúng ta đang sống và làm việc. Chính vì vậy, tương lai của sự phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam sẽ hết sức rộng mở. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Vinhome, mã chứng khoán là VHM, tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty này đạt 32.700 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu quý trước của doanh nghiệp này tăng chủ yếu nhờ bàn giao 2.400 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhome Ocean Park 3, theo đúng kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 10.723 tỷ đồng, giảm 26% so với năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhome đạt 94.600 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhome, các hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính, đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ hai dự án Vinhome Ocean Park 2 và 3. Quý 3 năm 2023, Vinhome cũng ra mắt loại hình sản phẩm mới như Mega Grand World thuộc thành phố Ocean City đã được nhận 500 đăng ký nguyện vọng từ khách hàng sau khi giới thiệu ra thị trường vào tháng 7 vừa qua. Với mục tiêu phát triển điểm mua sắm vui chơi giải trí quy mô bậc nhất ở miền Bắc, Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Vinhome cũng phối hợp với Vincom Retail tổ chức buổi lễ ký kết với đối tác khách thuê chiến lược với sự tham gia của gần 20 thương hiệu lớn ngành F&B và 500 khách hàng tiềm năng cho phân khu này. Đây cũng là bước đà quan trọng cho sự phát triển của thành phố điểm đến Ocean City. Tổ hợp thương mại dịch vụ The Center Boy được ra mắt tại Vinhome Ocean Park 2 cũng đạt công suất cho thuê 100% với hơn 200 thương hiệu thuộc nhiều ngành hàng sau một tháng chào thuê kể từ tháng 9 năm 2023. Song hành cùng với hoạt động kinh doanh, các hoạt động thi công cũng đang được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả với những dấu ấn nổi bật. Điển hình là Vinhome Sky Park, thành phố Bắc Giang đã chính thức tổ chức lễ cắt nóc vượt kế hoạch vào tháng 9 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, số liệu của Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam VARS cho biết, kể từ năm 2018 đến nay thì nguồn cung nhà ở có xu hướng sụt giảm nghiêm trọng. Nguồn cung nhà ở hạn chế, thiếu trầm trọng nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân, khiến cho giấc mơ an cư của nhiều người ngày càng trở nên xa vời. Về mặt thủ tục, cơ chế pháp luật có liên quan đến nhà ở xã hội rất phức tạp. VARS cho rằng quá trình này kéo dài lên đến 9 năm, sau đó dự án mới được kiểm toán và chỉ khi kiểm toán xong thì doanh nghiệp mới được nhận về khoản lợi nhuận cố định 10%. Trong khi xuyên suốt quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp cũng không chắc chắn khoản chi phí nào sẽ được ghi nhận là hợp lý, hợp lệ, khoản phí nào sẽ không được quyết toán và bị gạt đi. Do đó, doanh nghiệp làm nhà ở xã hội luôn trong trạng thái hên xui như một canh bạc khó khăn chưa dừng lại với chủ đầu tư khi việc tiếp cận nguồn vốn cũng là một trở ngại. Trong khi thị trường thì nơi cần nhà ở xã hội lại không có, nơi có thì lại ế ẩm. Lý giải về vấn đề này, VARS nêu rõ, nguyên nhân chính là do người cần mua thì không mua được, trong khi chính sách lại hướng về người không cần mua. Luật liên quan nhà ở xã hội siết đối tượng mua. Nhiều địa phương chỉ bán cho công nhân, có nơi lại chỉ bán cho công nhân trong một khu công nghiệp. Thậm chí có địa phương chỉ bán cho công nhân nhưng chỉ thuộc một huyện. Trong khi tính gắn kết của công nhân với địa phương chưa chắc đã cao. Vì vậy, cơ chế và chính sách cần mở rộng đối tượng được thụ hưởng, điều chỉnh với tiêu chí đơn giản, dễ nhận biết, giảm tối đa các yêu cầu về giấy tờ, thủ tục hành chính như tình trạng chỗ ở, mức thu nhập. Nhà ở xã hội không phải để bán cho người giàu, nhưng cũng cần hướng đến cả những đối tượng có thu nhập thuộc diện phải đóng thuế, có tích lũy, nhưng không tiếp cận được với nhà ở thương mại hiện có giá bán rất cao hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10, Viettravel Airlines đã công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải giữ chức tổng giám đốc của hãng bay này sau khi ông Vũ Đức Biên từ nhiệm kể từ ngày 23 tháng 10. Tân CEO của Viettravel Airlines đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, vị trí gần đây nhất mà ông Hải đảm nhiệm là tổng giám đốc của Bamboo Airways, bổ nhiệm vào cuối tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng thì ông Hải đã xin từ nhiệm. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tổng công ty hàng không Việt Nam Việt Nam Airlines và các công ty thành viên như Phó Tổng giám đốc Việt Nam Airlines, Tổng giám đốc của hãng hàng không Cambodia Angkor Air. Cũng liên quan đến nhân sự cấp cao của Viettravel Airlines, ngày 23 tháng 10, hãng bay này đã bầu bổ, bổ sung thêm hai thành viên hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2022-2027, đó là ông Philip Roller và ông Đoàn Hải Đăng. Ngoài việc bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp cao, Việt Travel Airlines sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty trong mảng kinh doanh cốt lõi và phụ trợ. Hiện nay, vốn điều lệ của hãng là 1.300 tỷ đồng và tổng vốn điều lệ của Việt Travel Airlines sẽ đạt mức là 2.000 tỷ đồng sau khi phát hành thành công. Việt Travel Airlines sẽ tiếp tục nâng quy mô đội bay, đội tàu bay và mở rộng mạng đường bay của hãng theo đúng kế hoạch đã được đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hàng hóa việt thương hiệu việt của truyền hình thực tế hdtv việt nam tuần này kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại